Đan Mạch thúc giục Syria gia tăng tốc độ quá trình chuyển giao vũ khí hóa học. Đan Mạch là nước cung cấp một trong hai chiếc tàu container để vận chuyển vũ khí hóa học của Syria để mang đi tiêu hủy. Hôm nay đã kêu gọi Damascus nhanh chóng tiến hành quá trình chuyển giao và cho biết họ không thể chờ đợi quá thời hạn ngày 30 tháng 6. Ngoại trưởng Đan Mạch, ông Martin Lidergaard trên chiếc tàu chở hàng Arc Futura cho biết họ đã có được 92% các loại vũ khí hóa học của Syria và họ đang phải chờ 8% còn lại. Các vũ khí hóa học của Syria sẽ được chứa trong 110 container lớn trên tàu. Syria đã lỡ nhiều thời hạn để chuyển giao kho vũ khí hóa học của mình, mặc dù hầu hết số vũ khí kê khai đã bị mang đi hay bị phá hủy và các giới chức tây phương đang lo ngại về sự khác biệt và không rõ ràng trong kê khai hàng tồn kho của Syria. Họ nghi ngờ Damascus đang che giấu một số kho vũ khí hóa học. Chương trình khí độc của Damascus theo thời hạn phải bị hoàn toàn phá hủy trước ngày 30 tháng 6, nhưng thời hạn này có nhiều khả năng sẽ không đạt được. Một phần vì chiếc tàu của Hoa Kỳ cần ít nhất 2 tháng để tiêu hủy các chất hóa học trên biển hai chiếc tàu chở hàng Ark Futura của Đan Mạch và Tây của Na Uy vẫn còn đang ở địa trung hải, chờ Syria chuyển giao các chất độc hại. Ông Lidergaard nói, Đan Mạch đã yêu cầu tàu Ark Futura ở lại đây cho đến ngày 30 tháng 6, nhưng không thể tiếp tục chờ đợi thêm nữa. Theo một thỏa thuận đạt được vào năm ngoái, Syria phải loại bỏ 1.300 tấn vũ khí hóa học thỏa thuận này đã giúp cho Damascus tránh bị Tây Phương không kích. Sau khi vào tháng 8 năm ngoái, chính phủ Syria đã dùng khí sarin tấn công một vùng ngoại ô của Damascus, nơi dân quân nổi dậy đang kiểm soát.